Chào các bạn, hôm nay mình sẽ nói tiếp về cái cách ghép mở được ứng dụng cho những trường hợp đặt túi sau 5 năm, 7 năm, 10 năm, có thể ngắn hơn nữa các bạn nhé, 1 năm rưỡi, 2 năm. Thì tại sao đặt túi thực rồi lại ghép mở? Vấn đề này khi mà ở cái vai trò làm đẹp, tôi gặp các bạn là: bác sĩ ơi, bây giờ cái tuyến vú của tôi đặt rồi mà nó bé quá, và bây giờ tôi muốn cho nó nâng size lên. Thế thì giờ nâng bao nhiêu? Trước đây đã đặt 320 rồi, giờ tôi muốn lên 350, 360 được không bác sĩ? Được các bạn. Thế nhưng các bạn đắn đo này nhé, nên suy nghĩ này nhé. Từ 320 các bạn muốn lên 360, thậm chí lên 400, có phải chúng ta chỉ cần khoảng tầm chừng 30 đến 70cc không? Vậy nếu 30 đến 70cc đó chúng ta chịu một cuộc phẫu thuật gây mê nhé, rồi lấy cái túi ra, tạo lại cái khoang, đưa cái túi mới vô, có đáng không? Trong khi chúng ta có thể giữ nguyên cái túi ngực đó, chúng ta chỉ cần sử dụng một cái lượng mỡ từ cơ thể mình lên khoảng 100 đến 120cc. Sau cái phẫu thuật này, cái tỷ lệ sống còn lại 80 có bạn. Và như vậy thì các bạn có đạt được mục tiêu không? Hoàn toàn có thể. Và điều đó khả thi hơn, điều đó tốt hơn, vì chúng ta làm được một công mà đạt được hai mục đích. Trường hợp thứ hai, các bạn tới các bạn nói với tôi là: các bạn ơi, bác sĩ ơi, bây giờ sau một thời gian đặt, đã sanh con nữa rồi, bây giờ tôi thấy sợ đây có cục gì đó nó lợm cợm, sợ đây nó hơi lép bép. Vấn đề đó là cơ thể mình theo thời gian, cái lớp che phủ của mô tuyến, cái che phủ của cái túi nó bị mỏng dần đi các bạn. Giống như các bạn thấy những người đã đặt sống mũi thì theo thời gian các bạn thấy người ta lộ cái sống như vậy đó. Vậy thì giải pháp để che lại, làm cho cái lớp đó dày lên là gì? Thứ nhất, người ta ở những nước phát triển, người ta dùng một cái miếng, nó gọi là cái miếng Tiger Matrix. Các bạn có thể search trên mạng được Tiger, bỏ chữ E đi. Tiger giống như là con cọp nhưng mà bỏ chữ E đi, Matrix. Thì cái miếng đó nó đang bán khá là đắt, khoảng 2.600 đô la, bằng cái kích thước bằng cái điện thoại của các bạn đang sử dụng đó. Thì cái miếng đó người ta đệm vào cái lớp ngay dưới da, để cho cái vùng da, cái vùng mỡ che cái túi này được dày lên, và từ đó mình không chạm vào cái túi. Thế nhưng người Việt mình, người Á Đông mình, nếu áp dụng cái phương pháp đó được, tuy nhiên các bạn sẽ tốn một cái phí khá là nhiều. Do vậy tại MCAT tôi đưa ra một cái phương án, một cái cách khắc phục điều đó, làm cho lớp da nó dày hơn, bằng cách sử dụng cái mỡ đó khoảng tầm chừng 30 đến 40cc, tùy theo vùng, tùy theo cái mức độ là lộ, tùy theo cái mức độ mà chúng ta chạm thấy cái túi ở bên dưới. Có vùng chúng ta chỉ cần 5 đến 10cc thôi, tối đa là chúng ta dùng khoảng 45cc, thì chúng ta hoàn toàn làm cho lớp da đó dày lên và phủ được, tránh cái biến chứng đó. Điều đó cho đến nay bệnh viện MCAT đã áp dụng rất nhiều trường hợp như vậy. Cho nên các bạn yên tâm, với những trường hợp ghép mở Coleman ứng dụng cho những cái biến chứng xảy ra khi có trường hợp lộ túi hoặc là double bubble. Chia sẻ vấn đề này để các bạn thấy được là ở nước phương Tây người ta sử dụng như thế nào và ở chúng ta áp dụng như thế nào. Theo tôi, cái cách sử dụng mỡ để che lấp những cái biến chứng có thể xảy ra về sau về việc lộ túi, sử dụng mỡ là cách hợp lý nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.